Chào mọi người, cả nhà. Hôm nay mình giới thiệu mọi người cái cách mà mình làm cái cây moringa, cái cây trùm ngây á, mà từ lá thành bột. Mình có cái cây này là cây ở bên hông nhà của mình, đằng sau nhà của mình có, bên tây nhà của mình cũng có. Mình đang ở Florida, mình trồng rất là nhiều cây moringa. Cái này là một khoảng trong cái vườn mà có cái nhà mình đang ở ở bên luôn. Còn mình có sở hữu một cái mảnh đất mà mình để chuyên trồng cây rồi lá, rồi để mình uống trà hay là mình ăn mình đồ á, thì mình ra cái vườn của mình cách đây khoảng gần 1,5 mây. Cái mảnh đất đó không có bự, mảnh đất đó khoảng 600 mét vuông thôi, khoảng 6.000 square feet. Thì mình mua cách đây cũng được gần nửa năm rồi. Mình trồng mấy chục cây, khoảng 30 cây moringa, một số cây olive, rồi cây mãng cầu, rồi cây ổi, chuối, mía, rồi tùm lum hết. Mà bây giờ là khoảng gần tháng cuối tháng 9 rồi, nửa nửa chín, thì mình đợi khi nào mà nó hết nóng á thì mình sẽ trồng thêm chuối, mía. Nói chung là còn đất thì mình cứ trồng, mai mốt mình sẽ qua đó mình quay. Còn bây giờ mình chỉ quay cái moringa. Thường cái moringa này mình trồng từ hột, mới được có khoảng 1 năm. Mình có thêm một cây bên cạnh, một cây đó, một cây bên cạnh, ba cây là 1, 2, 3, 4, 5. Cái đá bên kia nó sẽ mọc lên. Từ từ lát mình quay qua đó cho coi. Thì bây giờ mình lấy cây mình cắt xong rồi mình sẽ làm cho nó khô. Mình phải hái mấy cái này á, mình mà không hái á nó mọc bự quá, là mình phải hái mấy cái cao chứ. Không, mình hái trên cao để cho nó bung ra mình dễ hái hơn. Mấy cái này là mình hái rồi, bây giờ nó bung ra nè, cắt mấy cái đầu của nó đi. Này trùm ngây nè, moringa. Cái cây này là bộ nhất của tất cả các loại cây, mà cây này là giống như là mấy cái cây trái cây của mình bổ một, chứ cái này nó bổ cũng là 10.000 lần bổ hơn á. Qua mình trồng đến ở nhà mình trồng 5 cây, 1, 2, 3, 4, 5. Ở bên kia mình trồng thêm một cây bự. Tại cái này nó lẹ lắm, 1 năm lẹ lên, từ lúc mà nó nhỏ xíu từ hột lên bự hai hồ ăn lá. Ở đằng sau vườn thì mình trồng thêm ba cây nữa. Bên vườn bên bên cái chỗ mà mình trồng cây á, mình có 27 cây, hình như mình trồng 27 cây. Mai mốt mình qua đó. Bây giờ thì chưa, bây giờ mấy hôm nay lười quá, nó mau khô hơn. Còn hồi xưa á, trước khi mình không có nhiều cây á, thì mấy cái cành này á mình giữ lại, mình vô trong kia mình làm nước mát uống. Còn bây giờ thì mình nhiều rồi, mình xài phí một xíu. Mấy cái lá này hay thước mà. Ok, đây là trước. Cái cành này mà gắm xuống là cũng sống được này mà thôi.
vừa vừa thôi, không cần trồng hộp nó dễ hơn, trồng hộp nó lên mạnh lắm. Cái cây nào á mà của mình á mà có mấy con ladybird á, con cánh cam á, có nghĩa là cây ở đâu đó nó có mấy con rạp á, mấy con aphid á, thì mấy con cánh cam ngày nó ăn được cũng để mấy ngàn con aphid. Nhiều aphid quá thì con cánh cam nó thua. Ok, từ đây là mình có một đống moringa rồi nè. Thì bây giờ mình phơi nắng. Phơi nắng thì dễ thôi, bỏ xe phơi thôi. Lấy gì chắn không nó bay á. Mỗi một hai hộp Cisco bỏ vô cho nó nặng, nó không có bay. Phơi nắng thì khoảng 15 phút, canh đồng hồ khoảng 15 phút rồi mình ra mình trở nó chứ không nó bị cháy, nó bị khô vậy thôi. Khi nào mình vô mình lấy cái mẫu mà mình đã phơi nắng khô rồi. Bây giờ là một cái là mình để bằng cái thau inox, cái là mình để trong hộp. Trong hộp thì nó lợi hơn là nó thoáng hơn, còn trong inox là nó nóng hai phần được nhưng mà mình phải trở chứ còn không nó sẽ bị ẩm á. Sau khi phơi nắng xong á, mấy cái lá này nè, mấy cái lá moringa này nó sẽ khô lại. Nó khô lại thì mình bỏ vô trong cái này là người ta cái strain á, cái vợt đó, để mình lặt mấy cái cọng này ra nè, mình bóp cho nó nát, thì nó nát thì nó rớt xuống dưới, xong rồi cái này bóp tay thôi, không còn bỏ máy, tại vì bỏ máy là chỉ để xay cho nó nát thành bột thôi, còn cái mà kiểu mà giống như có nhiều người thì người ta mua mấy cái gói trà nhỏ nhỏ về, người ta bỏ mấy cái này vô là trà nè, trà moringa bổ, không ai bán đó. Có nhưng mà hầu hết là toàn ở bên Ấn Độ nhập qua mà, hoặc là Indonesia, ở Hawaii cũng có nhưng mà người ta không có bán vô trong đất liền được. Thì cái đó cái cách này là cái cách mà mình làm để mình uống thiên nhiên khỏe bổ không hóa chất. Sau khi mình lấy mấy cái bụi này nè, mấy cái bụi cám này á, mình bỏ vô mấy cái blender á, mình xay cho nó nát thành bột ra luôn. Khi mà nó nát thành bột ra, mỗi lần mình uống á, mình múc một muỗng xoáy uống là rất là đã. Uống là phải uống bằng cái này mới gọi giống như là uống bia vậy đó. Đá vô cho nó mát lạnh. Một muỗng moringa vô. Đi đâu mệt á, về lấy cái này uống. Cái này là mình đã xay lâu lắm rồi, ngày 16 tháng 7 năm 19. Ngày 16 tháng 7 năm 19 khi mình xay khô nó không có hư, mình để ở ngoài. Khi mà mình hết, mình đang phơi ở ngoài á, khi nào mình tại cái đống ở ngoài á, maybe khoảng nhiêu đây thôi à, khi mình xay bột ra nó ít lắm, nó không có nhiều đâu.
Nên một cái này á, là một một vụ thu hoạch hôm bữa nè. Không có ngon, khó uống lắm, tại vì nó là hơi the the, nhưng mà uống hoài quen, nhất là uống một lần được có thở. Nói khó uống vậy á, có nghĩa là mình uống mới đầu mình không quen, nhưng mà sau khi mình uống cỡ nhiều chục lần á, cái mùi nó hết cái khó, cái mùi the á. Nhưng mà còn cách khác nữa là ai mà muốn uống á thì bỏ một xíu cái này vô trong sinh tố xay lên, nó không có chất đâu, giống như mình ra Starbucks mà mình kêu mấy cái boost trong smoothie lung tung á, thì người ta cũng chỉ bỏ mấy cái grass wheat hoặc là mấy cái energy như là B12 tùm lum tùm thôi. Nhưng mà cái này á là mạnh hơn cả cái wheatgrass ở ngoài Champa Juice hay là mấy cái tiệm smoothie lung tung á, bổ lắm. Thì thường á xay banana, strawberry, mango mix với cái này là uống hết sảy luôn. Vậy thôi. Chào chào mọi người. Bye.